Ayo. Apa? Oke. Okay. Bate mama. Kay, mama. Una. Una vera. Mira. Una no vera. Ô, nó mà dùng sao này đi. Để lăng mau nha. Ừ, nhưng mà bẩn nó tốt tốt nè, cả đắng nhìn nè. Cả đây cả hùa à? Mấy cà phải khám Nói cái chuẩn không? Cái gì mẹ thì quay quá. Nó mà nhé. Cá sữa. Tôi nhận. Nhắn cho đi con cao khu là cả yêu.
Ấy da, nó nhận ra hai mà mạo thì tấm mình thôi. Ba tấm mình như nhảm của quản ta ấy. Thế nào cái gì vậy? Ấy da, nó sang rồi. Nó gì có cái tóc ạ. Nó bị tóc chó hết rồi. Chơi ngày đến tôi tập tá non mẹ nè có viết mà cũng ngày nhận không cần tải lên một tỏi
chôm của nhau quỳ mày đấy chăm thì biết thôi thay ta cần bị dai xin ăn là thực phẩm ra. Làm quên rồi các bạn. À. Rồi, thế nào? Tám bữa thôi. Đó. 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 Vậy vất hơn nó thôi như tao bên tụi bài lục như chắc à. Cú! Tao mà chơi được ta hả? Tao bị ngon. Trên mì quanh
cái đó ở đó nó ta gan nó nó sủi dài bên này thì một tình đây mình nói cái này có không mày nghe nó vẫn cười hề chưa ổn bỡ ăn người ai gì chưa tao tao gái mẹ mẹ đi con thỏ phải xịt mình luôn chưa là cái thứ gì ăn cái hổ, cắn dùn chảy ra này. Này thì cứ sao nó càng giả là.
Ăn cơm đi. Cá này. Được rồi đó. Ngon mà. Mời mọi người ăn măng nha. Măng nhồi. Măng nhồi, măng luộc. Cho tôi ướt. Bất cả quá à. Không nhìn đâu. Ừ. Vừa đáng ngon. Lúc có đi nha. Quá. Ừ, sao trên đó có gì? Nó xoắn chẳng. Không vừa. Thôi giờ tôi ra lỗ. Cô tổ, không tổ. Được một cân đấy. Cô hẳn rồi. Đó. Thử cất. Dạ, tôi thấy. Nào có món gì hầm chay, thì bắt đầu lấy ra nấu.